Chào tất cả các bác, đây là Hoa hậu Lukman L5309 cặp bến tháng 6. Thì em mời các bác xem, con này là phiên bản mạch vàng gold rất là đẹp cho các bác. Các bác nào sưu tầm cũng như là trưng bày thì liên hệ cho em. Và giá con Lukman 309 này đẹp, không có một cái gì để gọi là khuyết điểm cả. Còn mới gọi là hoa hậu luôn nha các bác. Và giá nó là 17 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác nào mà chơi RB, chơi những dòng loa châu Âu, Anh Quốc thì liên hệ cho em. Hoặc là các bác nghe nhạc vàng mà đánh với những dòng loa mà HBM100, Pioneer, vân vân. Đây là đối tác cực kỳ tuyệt vời, tiếng nó rất là ngọt, đặc trưng của dòng Lukman 309. Mạch vàng gold nha các bác, rất là đẹp nha. Rồi sau đây em mời các bác xem vỏ gỗ của nó nha. Đây, đẹp chấm hết luôn nha các bác. Bác nào lấy liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Nếu các bác ở xa, các bác lần đầu mua hàng thì các bác hãy cọc tiền ít nhất là 2 triệu. Còn các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn. Đó là tiêu chí và cung cách bán hàng bên em. Con này điện 100V 250W, series là 112 đầu tiên. Và những cổng kết nối có cầu chữ U. Vâng. Rồi sau đây em mời các bác xem cấu hình bên trong luôn nha. Và độ đẹp của nó luôn. Về ngoại thất của nó thì em nói là ở tuyệt vời rồi. Không có điểm gì mà chúng ta có thể bắt lỗi được cả. Và ngon, tuyệt vời hơn hết là con này làm vàng gold nha các bác. Nó có hai bản, bản mèo trắng và bản vàng gold. Vàng gold thì nó hiếm hơn. Đây các bác có thể thấy được nó vàng như những con đờ nông mà hay ăn nha. Rất là đã luôn nha. Từ chi tiết nhỏ nhất lên góc cạnh này. Các bạn thấy cái vỏ gỗ đẹp nhất nách luôn nha. Đây các bạn thấy. Có thể thấy những chi tiết cạnh này. Cạnh vỏ gỗ nha các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Phía dưới. Vâng, con này là phiên bản 4 cầu luôn nha bác, chứ không phải là 100V nha, 4 cầu luôn nha. Khá là ngon luôn. 4 cầu điện luôn nha. Các bác có thể chuyển điện qua điện 120 hoặc là 220, 240. Nguyên bản nó thì đang sử dụng điện 100V. Rồi, em mở bên trong để các bác cùng tham khảo cấu hình đó và độ đẹp bên trong nó luôn. Đây là phía dưới của nó, đây là cái chuyển điện chúng ta mở ra. Đây còn nguyên keo nguyên rồi luôn nha bác. Còn nguyên keo niêm phong luôn này. Để chuyển điện chúng ta phải mở hai ốc ra và có cầu chuyển điện và đây là mạch của nó. Các bạn thấy cái mạch bằng gold rất đẹp không? Rồi em đi đến mở bên trong để các bác cùng xem. Còn nguyên cả rọ luôn nha. Rọ bảo vệ các bác. Vâng, đây là cấu hình bên trong của nó nha các bác. Đây có cái tăng phô. Và đây là 4 con sò Toshiba chữ đỏ quý hiếm của dòng 309. Đó là mã 1079 và 679 nha các bác. Đây là trạm loa, còn keo niêm phong trắng luôn này. Đặc trưng của những sản phẩm mà hồi trước thời kỳ đó là đa số người ta niêm phong bằng keo hay là bút mực nha các bác. Đây hay là bo mạch âm sắc. Đây một cái đều có chi cho vạch này, keo hay là trừ trắng. Đây là trưng tụ nguồn, hai tụ nguồn trắng rất là to. Đây, mạch nhận tín hiệu. Và đây em mời các bác xem luôn, cũng như là dây nhựa người ta đi rất là gọn gàng, được buộc hết những cái dây rút này. Đây là phần nguồn rờ ly. Thì phía sau sản phẩm hồi nãy em đã quay rồi. Hai trăm năm mươi watt địch là đối tác của những dòng loa Mỹ, Nhật, Âu nghe nhạc vàng với chất âm chân thật và tĩnh lặng, với tiếng bass cực kỳ tròn và có độ sâu, quấn RB rất là hay nha các bác. Rồi bác nào có yêu thích con 309 Lukman L309 Gold phiên bản 4 cầu điện này thì liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên. Giá nó là 17 triệu đã bao gồm phí ship nha.